Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Đây là cái kiểu đánh rừng mà nó mềm mại hơn hẳn. Trên này lũa là để làm mấy cái natural. Dạ đúng rồi. Còn đây là những cái cây theo phong cách bonsai mà nãy Nam có chia sẻ là thương mại á, dễ tiếp cận với mọi người nhất á. Dựng layout xong rồi tập dựng những cái vách để mà các bạn hiểu rõ hơn trước khi làm vô trong hồ. Nghiên cứu từ từ á. Thì rồi, mỗi bạn sẽ làm một mẫu vậy đó. Mình chia sẻ thêm cho các bạn đó, đôi lúc các bạn không biết đâu. Các bạn cứ nghĩ là kia đi gãy ngay tức khắc. Đúng, nên quá dài đi. Đó, nên mình chia sẻ cho các bạn trong cái bí kíp gọi là công khai để cho mọi người có thể liệu cơm gấp mắm rồi này. Không nói được, còn khi mà các bạn đang free em cho kiến thức mà các bạn còn ngược lại với em thì cảm thấy mới ức chế chứ. Thì tốt nhất là tính tiền vòng 3 tháng. Thì hiện tại của em đang nhận khóa học là 60 triệu. Anh em mình nói quá nãy giờ clip một tiếng mấy rồi. Nhưng mà không sao, mình chơi luôn, chơi chó sướng. Dạ. Thì bên này là khu vực phụ kiện nè. Bên này là khu vực cây cá của em. Hồi nãy anh ở dưới anh thấy shop đa số là hồ không, anh nói này chắc là chuyên về thiết kế thôi chứ không có mấy cái phụ kiện này, ai ngờ trên đây quá trời luôn. Dạ có đầy đủ ạ. Đây là cái kiểu đánh rừng mà nó mềm mại hơn hẳn. Nó các bạn thấy hồi nãy dưới mình có hỏi là tại sao có những cái vết cắt nó cảm giác là phô trong một cái tác phẩm, nhưng mà ở đây là các bạn thấy là tháp thêm những cái ngọn vô thì nhìn nó hài hòa, nó tự nhiên hơn rất là nhiều ha. Đây là một cái sản phẩm của bạn học trò khi tốt nghiệp. Ồ, cũng là bạn học trò luôn. Dạ đúng rồi, đây làm đẹp quá. Bạn cũng mới mở cửa hàng ở Phú Nhuận. Ồ tuyệt vời. Đây các bạn, đây là những cái vật liệu lọc, vật liệu cơ bản. Còn đây là những cái nền ha. Những cái gọi là trang trí về gọi là sản suối nè, những cái cát nè. Nó nhiều loại lắm, có to có nhỏ, nó trắng nó đen, nhiều loại hết. Còn đây là lũa. Đây là những cái lũa mà để làm những cái tiểu cảnh về rừng ha các bạn ha. Thẳng đứng. Trên này lũa là để làm mấy cái natural. Dạ đúng rồi. Còn đây là những cái cây theo phong cách bonsai mà nãy Nam có chia sẻ là thương mại á, dễ tiếp cận với mọi người nhất á. Nhìn vô. Thì này mình cũng đã có dịp giới thiệu các bạn rồi, đây là đá đen của Gia Lai. Dạ đúng rồi. Đây là những cái layout về những cái tiểu cảnh rừng làm sẵn nè. Dạ. Cái này là nó vừa đủ cái hồ 60 đúng không ta, đặt vô dạ, là xong luôn. Dạ đúng rồi anh, có nghĩa là nó 60-40 đó. Thì các bạn là khi em dạy thì các bạn sẽ dạy dựng layout, tập dựng layout xong rồi tập dựng những cái vách để mà các bạn hiểu rõ hơn trước khi làm vô trong hồ. Có nghĩa là sai sót thì các bạn sẽ xử lý ở trên này. Trong này tiếng sách là phòng học này nhưng mà đang hơi bầy xíu. Thì em dạy học á, thì trước khi cho dựng trên tấm form á là em cho dựng trên cát. Em sẽ có một cái hồ kính như vậy này, em đổ cát thì cho các bạn quen với vật liệu trước. Các bạn không được cắt ghép, các bạn không được dán luôn. Chỉ có xếp thôi. Xếp ngã, miễn làm sao chỉnh làm sao cho nó cứng là được rồi. Thì để làm gì? Nếu mà để cho các bạn ghép nhiều quá các bạn sẽ lạm dụng. Các bạn cứ cắt hoài thì em mới la, có nghĩa là gì, nếu mà các bạn không để ý bạn cắt đi cái đẹp. Đúng rồi, bạn phải giữ cái cành đó để mà đôi lúc cái cành đó rất hiệu quả cho những cái việc khác. Đúng rồi, em là vậy đó. Nếu mà em mà lựa chọn cành đẹp em để riêng hết á, không bao giờ em đụng chạm. Thật sự luôn các bạn, giống như làm mấy cái này nè, thì ngày xưa nói chung mình cũng có chơi bonsai đâu mà cũng có biết chút ít, thì những cái nét đẹp của tự nhiên á, nếu mà chúng ta cứ lạm dụng những cái vết cắt á, đôi khi chúng ta trả về những cái thân cây nó trả về một kiểu một. Dạ, nếu chúng ta cứ quen cái này dư cắt lát á, 10 cây nó giống có một giống kiểu ý, một đúng rồi. Còn ăn này á, nếu mà mỗi cây nó sẽ có mỗi cái nét uốn lượn, mỗi cái cành dư ra, nếu mà chúng ta biết nhìn vô cái thực tại nó đang có cái này và chúng ta nên tiếp tục với nó như thế nào á, chúng ta sử dụng luôn những cái đó thì nó sẽ rất là tự nhiên ha. Chứ còn cái nào dư cắt lá nó về có một màu một. Đây là những bạn học viên của mình luôn. Dạ, hai bạn này là nhân viên đang làm sản phẩm cho khách. Thì các bạn học viên các bạn sẽ học bên trong này. Thì cũng làm có nghĩa là khi tháng đầu là các bạn sẽ chưa được trải nghiệm trên form, em không cho các bạn trải nghiệm trên form, em cho các bạn trải nghiệm trên cát thôi. Đây hai bạn đang thử gấp vô. Đúng rồi, các bạn đang ghép đó. Đó là đang nghiên cứu từ từ á. Thì mỗi bạn sẽ làm một mẫu vậy đó. Cái này là phải nghiền ngẫm nghiên cứu và trải nghiệm thử đồ này nọ. Dạ vâng.
cái kiểu đó là cái layout vậy gì ta, giống như những cái núi đá, dạ, những cái vách, dạ, những cái vách rừng này nọ phía sau này, có nghĩa là lúc cái này là cho cái size 90 nhưng bọn em chia ra hai khối, cách ra hai khối để lắp đặt cho khách. Coi như là cái thung lũng á, dính giữa cái núi đúng không? Giống như đây là cái quy trình để mà ấy, có nghĩa là khi làm xong thì để vào trong hồ, có nghĩa là sẽ nằm trên cái tấm form luôn. Có nghĩa là hồi xưa lúc mà cách đây khoảng 6 năm thì chưa có cách thiết kế này. Bọn em lúc đó sẽ suy nghĩ tìm cách làm để mà làm sao cho nó cứng để mà mình di chuyển, mình để vào nhà cho khách cho nó tiện. Có nghĩa là khi đó bọn em sẽ thi công tại cửa hàng và bọn em đưa qua nhà khách để tránh thời gian. Tại vì anh phải, không phải là bọn em muốn làm ở cửa hàng, tại vì có như anh để cái này nhà khách hàng mở chung cư á, là làm sao mà anh cưa, làm đúng sao rồi. Mà anh đập đúng rồi. Thì bắt buộc bọn em phải thi công tại đây và bọn em lên lắp đặt mọi thứ trên đó. Có nghĩa là lên đó mình chỉ có vô nền rồi vô cây cối rồi mà vô nước mình chạy hoàn thiện. Như cái này, cái tấm này là nó nằm trong nước là ok đúng dạ, không? Dạ ok, thực ra nó là giống như là bằng nhựa mà. Nhựa. Thì phong. Cái này á bạn là đặt vô vậy luôn, xong rồi đổ cái chất nền lên là nó che hết những cái dưới. Dạ, che hết. Nhìn nó rất là đẹp. Dạ đây, không nếu mà nói được. Về chất liệu thì nó là cái này. Ồ. Oh. Đó. Này nó là nhựa luôn ha, dạ. Mà nó cứng à? Dạ nó cứng ạ. Tại vì mình sẽ loại có nhiều loại mềm thì nếu mà cái size lớn bọn em không sử dụng cái mềm, bọn em sẽ mua cái loại cứng hơn để mà nó không bị võng. Cái hồ mà to nhất mà mình đã từng thi công cho khách là nó kích thước bao nhiêu nè? Dạ 4m, 4m rưỡi vậy. 4m, có với lại có một cái hồ mà 7m nhưng mà nó là chữ L. Cái bề ngang này 4m, bề dài này 3m, nó chữ L. Là em làm ở cái quán Bar Rio ở Bùi Thị Xuân. Là cái chiều dài dài nhất mà em từng làm, nhưng mà nó thành chữ L chứ nó không phải là một cái chiều dài luôn. Còn mà chiều dài luôn mà em làm hình như là 4m. 4m. Dạ, 4m. Còn đối với những cái kích thước hồ nào mà mình có thể làm cái layout sẵn ở đây. Ở ta đặt tiệm. Nếu mà kích thước mà dễ dàng cho mình á thì em đợt trước á là em đã làm cái layout của 2m rồi. 2m luôn. Dạ. Là em khiêng nguyên cái 2m ở đây luôn. À không, lúc đó mình phải dùng kỹ thuật là mình phải tách. À tách ra từng mảng. À cái này thật ra là mình chia sẻ thêm cho các bạn đó, đôi lúc các bạn không biết đâu. Các bạn cứ nghĩ là khiêng đi gãy ngay tức khắc. Đúng, ăn quá dài đi. Đó nên mình chia sẻ cho các bạn trong cái bí kíp kinh doanh làm việc của mình luôn. Là gì? Mình có thể tách nó ra. Mình tách nó ra mà chia thành 3 khối. Lắp đặt là coi như là ví dụ như 2m đi, mình chia ra mỗi bên là 60 mấy thôi. Như vậy rất là khỏe cho mình. Đúng rồi. Nhưng mà bù lại không phải cái giai đoạn đó giảm tải được đâu. Chưa chắc đâu, nó phải làm nhiều nữa nó mới hình thành được một cái layout 2m. Tại vì không thể nào mà anh chia ra 3 cụm mà anh hoàn thiện được 3 cụm, anh giống như anh ráp vô nó lại khích được cái đúng rồi. Không thể nào. Thì bắt buộc là mình phải cho bỏ đi những cái chi tiết vớ vẩn, mình bỏ hết đi. Mình chỉ là khối thôi, còn lại khi mà đưa vô trong hồ khách rồi bắt đầu mình làm thêm. Mới đắp thêm cho nó liền lại còn lại. Quá hay luôn các bạn, này là một cái kinh nghiệm mà nếu mà nó đơn khi mà nói ra rồi nó rất đơn giản, nhưng mà để mà ngay từ có thể hiểu được cái cách làm như vậy thì rất là khó luôn. Dạ, đôi lúc cũng em thấy nhiều bạn là khi cái đó là tai nạn dễ xảy ra. Dạ, lắm, đúng đủ rồi, thứ vấn đề hao hụt hết. Ví dụ kể cả 3m mình vẫn có chia được cơ mà. Đó. Ok các bạn, những anh em nào mà mê thủy sinh á, thì có thể liên hệ với Haki ha. Thì ở đây mình thấy là có đầy đủ đồ chơi cho anh em có thể thử nghiệm nè, rồi có người hướng dẫn, có thầy hướng dẫn đồ này nọ để anh em có thể bước chân vô nghề này. Mình thấy rất là ok luôn, tuyệt vời. Bên này là cá cây. Dạ. Thì bên em cũng không phải chuyên lắm về cá, nhưng mà cá sẽ chuyên về cái hướng bên Lý Chính Thắng mà. Đó, căn này á thì bọn em chủ yếu cũng là vừa căn đồ cho khách, nhưng mà cái này cũng là một trò chơi của tụi em. Trò chơi. Em có chia sẻ là gì? Bọn em hay căn layout lắm. Có nghĩa bọn em căn để mà gì? Em đó là một cách dạy của tụi em luôn. Cách dạy em dạy cho các bạn nhân viên và các bạn học trò. Có nghĩa là như hồi nãy em chia sẻ đó, đi xa làm sao mà các bạn biết được là mình sẽ làm được bao nhiêu. Thì bây giờ mình tập làm xong mình cân lên nó bao nhiêu mà mình biết được đá này và đá kia, mỗi đá có một trọng lượng khác nhau. Ví dụ như 10 viên đá cuội, 10 viên đá Tiger hai loại khác nhau hoàn toàn. 10 viên đá cuội có thể là 15 kg, nhưng 10 viên đá Tiger chỉ có thể 5 kg thôi. Hoặc là 10 viên đá Gia Lai anh nhìn to vậy á, nó cũng chừng có 5 kg. Đó là cái kinh nghiệm để mình chia sẻ cho các bạn, là các bạn khi các bạn làm các bạn để ý những cái khâu đó. Kể cả mình dạy hay mình chia sẻ cho shop hay rất là hay các bạn. Như Nam có chia sẻ đi làm nhiều
Thì đó, ví dụ như khi đi làm xa thì có những cái đề bài nó đưa ra nó mơ hồ lắm. Thì một cái người mà có kinh nghiệm là sẽ định hình được là mình phải xài sử dụng bao nhiêu đá ở đây để mình sửa chuẩn bị. Và Nam có chia sẻ là anh em có làm thì chuẩn bị cái gì nó cũng hơi dư chút xíu, nó sẽ đúng dễ rồi. Lựa chọn hơn cho mình. Nên dư, ví dụ như kể cả thấy khách hàng mua hàng bên bên Nam đi, thì Nam cũng hỗ trợ cái gì. Có những anh có nghĩa là anh mới tập chơi, anh chưa biết được mình sẽ hình dung được khối lượng nó nằm bao nhiêu đó anh ạ. Có nghĩa là vậy thì mình thay vì thôi anh lựa 10kg thì anh cứ lựa 15kg đi, anh làm dư anh có thể mang lại cho tụi em. Nhưng mà anh đừng có đập nát vật liệu, tại vì vật liệu còn để lại cho người khác để đúng mua rồi. Người chơi đôi lúc có lúc đó anh không thấy đẹp nhưng mà của người khác người ta sẽ thấy đẹp. Đó là thông cảm cho tụi em, tại vì tụi em là hỗ trợ hết mình. Đó là chỉ cái chuyện đó. Với lại ví dụ như mình cần xài 10kg, mình lấy 15kg thì mình có 5kg để mà mình lựa chọn. Đúng rồi, thoải mái hơn các bạn. Và nếu mà phần dư thì đem lại là cửa hàng sẽ thu lại đúng dạ, không? Được, miễn là hả? Bảo quản cái vật tư cho nó tốt. Đừng có để lâu quá. Thế, ví dụ như tại vì đôi lúc các bạn bán hàng, các bạn sẽ bán liên tục. Thì để lâu quá, ví dụ để mà ẩm mốc thì các bạn bán hàng các bạn cũng ngại để thu lại. Nên tốt nhất khi mà các bạn đã được ưu đãi như vậy thì bạn kỹ giúp mình cái là gì, đá lũa cái là cái nào mà các bạn không sử dụng các bạn đừng có để hư. Các bạn có thể mang lại trong vòng mấy ngày xác xác để mình dễ kiểm soát. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Trong đây là cái không gian về phụ kiện. À đây mời thì trong này là tụi em chứa một phía dưới á, là tụi em có một cái kho chứa đồ, rồi trên này tụi em chỉ để trưng bày để mà những cái phụ kiện cơ bản cho các anh em để mà làm một cái hồ như thế nào. Thì ví dụ như có một hồ thì chắc chắn là mình phải có để mình làm rồi. Thì cái ví dụ như ngoài và layout thì bắt buộc mình có phải phân nền. Phân nền. Dạ, phân nền thì cũng có nhiều loại. Phân nền của Nhật là phân nền của Trung Quốc, như bên em á chủ yếu là làm phân nền của Nhật thôi. Tại vì bọn em vẫn ưu tiên về chất lượng. Tại vì các bạn đừng có tiếc tiền về phân nền. Đó là lời khuyên. Lý do á, ví dụ bạn có thể tiếc về đèn, các bạn có tiếc về lọc, nhưng mà nó sẽ có sự thay đổi rất là dễ. Nhưng mà phân nền á, là bạn là gì? Bạn đã đổ ở phía dưới. Khi bạn đổ xong rồi bạn sử dụng là phân nền không hiệu quả đúng không? Bạn đổ ở dưới xong bạn lắp layout lên, bạn làm hết tất cả mọi thứ. Bạn đầu tư mấy chục triệu tiền cây cối luôn nha. Nó hư một phát thì bạn làm gì? Bạn thay đổi hết toàn bộ, bạn làm lại từ đầu và gấp đôi công sức và cái gấp này, đôi tiền bạc. Cái này cái thông tin vừa rồi là đôi khi có tiền mua cũng được luôn, thật sự mà nói luôn. Tại vì ví dụ như anh em mà có tiền bạc, anh em có giới hạn ha, có một cục thôi chứ không phải là muốn nhiêu là nhiêu, thì anh em nên ưu tiên cho cái phân nền. À, một trong những cái quan trọng là phân nền. Tại vì phân nền đổ vô rồi, vô nước rồi, chạy nước rồi, nếu mà có gì đó là phải lật nguyên cái hồ luôn. Nó rất là mệt. Tại vì đây là những cái kinh nghiệm mình cũng trải qua, tại vì hồi xưa em cũng có test nền. Test nền trước khi để mà kinh doanh thì nó dư sĩ của em nó đẹp lắm, từ một hồ khác không, bắt đầu em sẽ một cái nền nói chung là mới, nói chung không ok, thì em xét xong là nó hư hết toàn bộ cây của em luôn. Thì đó là một cái bài học cho em, và sau này em sẽ chia sẻ lại cho các bạn và em sẽ lựa chọn và em tư vấn cho khách hàng. Tuyệt vời. Đó thì ví dụ như lọc thoải mái, bạn không xài lọc này đỡ lọc đèn thì chỉ rút điện thay thôi, còn cái phân nền nó đã nằm cố định ở trong đó rồi, thấy không? Mình đã chạy nước rồi cho vi sinh tùm lum tà la, đưa cây rồi vô rồi là nó rất là khó thay đổi ha. Ok anh em, rồi về đèn, về lọc, về đồ thì mình cũng không có chia sẻ quá nhiều. Thì nhưng mà đầy đủ các nhãn hàng, đồ tốt cao cấp xuất xứ của Nhật luôn, thì anh em cứ nghiên cứu. Anh nuôi camera, anh xài đèn này nè. Dạ. Tài năm. Dạ đúng rồi. Anh xài cái máy nhỏ. Dạ. Chứ không thì em còn nói thêm, thật ra phụ kiện á thì nó rất là nhiều, rất là nhiều, nhiều sản phẩm, là nhiều thương hiệu này nọ. Nhưng mà cốt lõi để mà bạn hoàn thiện một cái hồ thủy sinh á thì bạn nè, dinh dưỡng là nhìn tất nền. Cái thứ hai là lọc là tính nó giống như trái tim của mình, nó phải hiệu quả. Thì bây giờ lọc thì có nhiều loại vật liệu lọc, bạn chi phí bạn tiết kiệm ít thì bạn xài loại thường thường, nhưng mà bù lại công suất của bạn phải chăm nha, chăm kỹ hơn một xíu. Cái thứ hai là bạn sử dụng cái vật liệu lọc tốt hơn, nhưng mà cái không phải là không chăm, mà cái giảm tải cái lượng chăm lại. Còn đèn thì nhiều sự lựa chọn luôn. Ví dụ như có thể là hồi xưa đâu đúc anh em mình chơi thời điểm cũ á, làm gì có đèn led đúng không anh? Chơi bóng tiếp không? Đúng rồi, tiếp thôi. Thì nhưng về sau này xu hướng mà
thì người ta lên lén thì nó ảo diệu hơn, nó qua ám điều chỉnh rồi này nọ, nhưng mà nó không thay đổi về cái nội dung bên trong quá nhiều đâu các bạn. Các bạn đừng phải bận tâm về vấn đề là mình thấy người ta đầu tư một con hồ 60-70 triệu như vậy, mình có 6 triệu mà làm được không? Vẫn được nha, em nói là vẫn được, bình thường, chuyện đó là chuyện bình thường. Quan trọng là khi khách hàng đến với em có một cái để mà tư vấn nhanh với khách hàng là gì, cái mức độ đầu tư của anh là đâu. Được. Chứ không phải là khi mà người ta hỏi là em báo giá liền đâu, thì em hỏi là anh đang có mức độ nào. Ví dụ như anh có 5 triệu thì anh chỉ làm hồ 3 triệu thôi. 2 triệu đó anh nên dự phòng để làm gì? Anh còn phát sinh nhiều thứ lắm, cá anh chết nè, rồi vi sinh anh thiếu này, rồi cái dinh dưỡng này nọ, rồi lọc anh không á. Chứ không phải là khi 5 triệu anh làm hết 5 triệu như xong rồi về anh chơi có anh bị thiếu thốn. Đó là cũng có hồi xưa em tính em là em cũng thương các anh em hồi trước, thì cũng có một bạn, đó là một bạn học của em luôn, đó là mà em giúp đỡ nhờ sai là các bạn, bạn đó là bạn, bạn bán về chài bưởi xong các bạn kinh tế không có, nhưng mà khi hẹn em á, em từ chối, có vợ em luôn, em từ chối không làm. Em kêu thôi anh không làm cho em đâu, giá nó em đi làm mỗi ngày đâu được bao nhiêu đâu. Em cái này nó tốn lắm, tốn không phải là cái thiết lập từ ban đầu đâu, nó tốn kéo dài. Thì bạn cứ cố gắng thì em mới nói là nếu vậy thôi anh sẽ làm miễn phí, chỉ tính tiền phụ kiện này nọ cho em, là còn lại công sức anh không tính. Nếu mà em thích thì khi mà em hỗ trợ điều đó, thì khi qua cái bắt đầu nó xảy ra nhiều vấn đề là bạn cãi nhau với vợ. Bạn cãi nhau với vợ, bạn nó nhắn tin với em là anh ơi hôm nay không đưa hồi đâu, vợ em la vì em lấy tiền em làm. Thì đó là một cái sai của em, là em giúp đỡ một bạn không đủ điều kiện mà bạn làm bị ảnh hưởng kinh tế gia đình. Thì nên về sau này em mới thẳng thắn luôn với những bạn là gì, hồi xưa em từ chối những các bạn sinh viên không phải là em không muốn làm, là em biết là các bạn chưa đủ tài chính. Đúng để rồi. Mà theo đó, tại vì hồi xưa em cũng là thời điểm sinh viên em còn không dám chơi, em mê thôi, em không dám chơi. Nhưng mà cũng lúc đó em chưa tiếp cận được các anh để chia sẻ cho em là nên như thế nào. Thì về sau này đó, thứ nhất là em kêu ít thì mình chơi ít, nhiều mình chơi nhiều thoải mái, không ai cấm được. Ví dụ như một cái hồ 60, ví dụ như anh xài full set của ADA thì nó đạt 100 triệu là chuyện bình thường, nhưng mà một cái hồ 60 anh 5-6 triệu anh chơi được không? Vẫn được ạ. Không phải là không được. Đúng rồi. Không biết làm sao mà anh chơi cho anh chứ đâu mà anh chơi cho người ta. Nhưng mà không sao đâu, mấy anh bây giờ làm cái hồ 50-100 triệu về nói vợ này được tặng với lại 500 ngàn. Ok luôn. Riêng ngày sáu là hỗ trợ điều đó luôn. Hỏi là nó tặng anh cũng vậy. Anh Nam có gì vợ em hỏi anh nói này anh tặng em kỷ niệm nha anh Nam. Anh đừng có nói giá chết. Từ lúc mà lỗ quá là cái này tặng ghê quá vậy. Đó. Thì ví dụ như bây giờ thì cũng đặc biệt ra là nhiều người vợ coi cái clip này cũng thông cảm cho chồng. Thì đôi lúc á các anh làm á, thật ra là đi làm mệt mỏi, về có một con hồ cá thật sự nha, là người ta mê cái đó còn đỡ hơn mê khác. Đúng rồi, ngồi ở nhà luôn. Ngồi ở nhà để mà enjoy nó tốt hơn. Đi ra ngoài đường ăn nhậu đủ thứ vấn đề xảy ra hết. Thì đó cũng là cái điều mà anh cũng hay nói giỡn là những người vợ của bạn á, để cho chơi đi, đưa tiền ở đây an toàn hơn. Đúng rồi anh, đó có nghĩa là shop á em hỗ trợ là gì, có thể in được cái bill giá thấp cực kỳ thấp. Cái điều này là các bạn giấu nha, không gian dối. Đó là theo yêu cầu của khách hàng thôi. Đó là nói vui. Thì ok, thì ví dụ như các bạn coi clip của anh Nam Ngô xong bây giờ có thắc mắc gì thì cứ hỏi mình cũng được, mình sẽ chia sẻ hết tất cả mọi thứ. Quá tuyệt vời luôn, mấy anh em bên Thủy Sinh là sẵn sàng chia sẻ tất cả mọi điều luôn. Nhưng mà mọi người bây giờ muốn liên lạc với em thì sẽ liên lạc qua cái thông tin nào ta? Ví dụ như ở trên trang cá nhân của mình là Vũ Hoài Nam á, thì các bạn có thể liên hệ trang cá nhân của mình trên Facebook đó các bạn. Trên Facebook có thể đôi lúc mình inbox mình check không kịp hoặc là mình hơi bận á, thì các bạn có thể qua bay là Thủy Sinh Haki Aquarium đó. Các bạn trên bay thì sẽ có những các bạn trực trên bay rõ ràng. Còn ví dụ như các bạn nào á ở cửa hàng mà gọi là khu vực quận 5 á, thì gần cửa hàng đó là cửa hàng Nico Nguyễn, là nick Facebook Nico Nguyễn là cửa hàng bên quận 5. Còn ví dụ như các bạn nào mà ở bên khu vực quận 3 thì có thể là liên hệ qua cái nick là Haki Nguyễn Thông. Thì sắp tới sẽ có cái nick là Haki Lý Chính Thắng, thì các bạn nào khu vực đó thì các bạn sẽ đến. Còn đây khu vực Haki Tân Bình thì các bạn nào ở khu vực Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp có thể qua bên em hỗ trợ. Nói chung anh em cứ nhớ cái từ khóa Haki là nó sẽ ra H A
KI ngắn ha, là nó sẽ ra. Rồi có một cái điều này nữa mà anh cũng hỏi giùm, ví dụ như có bạn ở dưới tỉnh đi, đam mê thủy sinh muốn lên đây để học nghề. Thì cũng liên hệ qua Facebook của em luôn. Nếu mà các bạn học nghề, bạn cứ liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ trao đổi với các bạn về cái thời gian học như thế nào, rồi mọi cái như thế nào đó. Thì nói chung là các bạn ở trên bay, các bạn không thể nào giải quyết được vấn đề đó. Có vấn đề học thì các bạn cứ làm việc với mình. Nên sẽ có này hơi tế nhị chút xíu thì nó cái vấn đề mà học phí á, thì cái đó là em sẽ trao đổi trực tiếp với bạn luôn. Hay là có thể gọi là công khai để cho mọi người có thể liệu cơm gấp mắm rồi này nọ. Em nếu mà muốn em phải công khai luôn. Thì hồi xưa nói là mình chia sẻ luôn. Trước đó cách đây mấy năm mới vậy, em dạy hay gì đó là em không tính tiền. Free. Nhưng mà em gặp hai vấn đề rồi. Thì khi một cái gì free á thì nó sẽ không có tôn trọng. Đúng rồi, đúng rồi. Nên về sau này em không free. Đó. Có một cái điều mà mình cũng anh cũng rút ra được là không nên free cái gì cả. Tại vì free á là nó sẽ tạo ra nhiều cái vấn đề đằng sau lắm các bạn. Không được tôn trọng nè, coi thường kiến thức nè, rồi cái thái độ học nó cũng kém nữa chứ. Đây có cái câu rất là hay luôn, thái độ hơn trình độ ha. Tại vì anh Nam Ngô mới nói một câu rất là đúng là khi các bạn không bỏ tiền là thái độ của bạn là gì? Thích thì tôi học, thích thì tôi nghe, thích thì tôi thế này. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng một khi các bạn bỏ tiền các bạn không thích được với tôi đâu. Thì vậy gì? Ví dụ như các bỏ tiền ra, em thì bỏ công sức lại. Ví dụ như các bạn sau này các bạn không ở bên cạnh em thì các bạn có thể nói gì cũng được, miễn là anh đã lấy tiền của bạn. Và em đã cho các bạn kiến thức rồi. Không nói được. Còn khi mà các bạn đang free, em cho kiến thức mà các bạn còn ngược lại với em thì cảm thấy mới ức chế chứ. Thì tốt nhất là tính tiền. Phải tính tiền thôi. Thì bây giờ như nãy anh hỏi em là có ngại không, thì mình không, em không ngại. Là ví dụ như em dạy á thì nếu mà gọi là dài quá thì không bao giờ dạy dài được. Thì em chỉ ngắn gọn trong vòng 3 tháng. Thì hiện tại của em đang nhận khóa học là 60 triệu. Là cho 3 tháng. Thì các bạn đang thấy chuyện 60 triệu nhiều không? Nhiều đúng không? Các bạn chia lại đi, 1 tháng 20 triệu, rồi 20 triệu cho một cái nghề. Thì ví dụ như biết là sẽ có những bạn không có điều kiện nhưng mà em đã hỗ trợ, hồi trước cũng có hỗ trợ, có nghĩa là khi các bạn học em xong rồi em sẽ tặng thêm thời gian, tặng thêm cái này. Rồi ví dụ như bạn vừa rồi cái một anh học trò ở Bình Định, khi làm xong em còn tặng một cái layout, thì cái giá trị layout của đó em làm bán cho khách có 10 mấy triệu. Thì em chỉ hỗ trợ cái đó thôi. Và lại sau này em hỗ trợ về kinh nghiệm, em chia sẻ nhiều hơn những gì nãy giờ. Và thậm chí là mình có thể song hành cùng nhau luôn. Các bạn học xong, các bạn ra nghề, rồi khi các bạn gặp những cái trường hợp này hoặc ca khó này hoặc cần một cái mối quan hệ gì đó thì Nam vẫn có thể hỗ trợ cho các bạn. Có nghĩa là chúng ta đồng hành với nhau luôn. Thì thật sự mà nói, để học được một cái nghề ra làm á, thì nếu mà chia nhỏ ra thì nó không có mắc. Nhưng mà nó vẫn còn không cả nữa, ví dụ như những bạn mà hoàn cảnh khó khăn quá để mà cùng một lúc lấy một cục 60 thì nó cũng hơi chua. Có em, chế độ em, gì em không lấy một lần cục. Em sẽ cho các bạn chia ra 3 lần. Đó thì đó là em biết điều đó, có nghĩa là các bạn cứ gửi cho mình 1 tháng trước, xong các bạn học rồi tiếp tục các bạn gửi, rồi các bạn học, các bạn gửi, các bạn học. Chứ không, em không có ép là các bạn phải đưa đóng cho em hết toàn bộ. Thì nếu mà các bạn thực sự có niềm đam mê và cái kinh tế của bạn đó đang bị khó khăn này nọ, các bạn cứ nói chuyện với em. Tại vì em cũng đã tiếp xúc với một bạn như vậy rồi, cũng mới gần đây thôi, bạn inbox hỏi, xong em báo, xong thì bạn nói là kinh tế của em khó khăn thế này nọ, có bớt hay không, thì em mới nói là em cứ gặp trực tiếp anh đi rồi này nọ, thì anh đang bận lắm, em không thể nào em trao đổi trên quay có số điện thoại, em gửi số điện thoại các bạn không chủ động liên hệ với em, thì quay lại các bạn trách móc, bạn trách móc em là giống như là chảnh của anh vậy. Mà cái em mới nói là gì, thật ra em là người cần học. Em là người cần học chứ không phải là anh là người cần dạy. Tại vì kiến thức của anh ví dụ như không trao cho em, không có thể trao cho người khác. Thì ví dụ em thật sự thích hoặc là thật sự khó khăn lên với anh có thể là dạy cho em. Hoặc nếu em không có điều kiện thật sự mà em mê cái này đúng không, anh có thể cho em tham khảo lên chơi với anh, ngồi nói chuyện với anh và thấy như các bạn làm luôn. Trước đó hồi xưa là vậy, là em là điều đó đó. Thì nãy em cũng có chia sẻ là đợt mà em đi Hải Phòng cũng có một bạn là cửa hàng, mà các bạn kêu là đi cùng Nam được không? Được chứ. Nhưng mà ví dụ như người ta đôi lúc người ta khó khăn, khách hàng của ta không cho mà coi, hoặc là kỹ đúng thuật rồi, làm không chia sẻ, nhưng mà em thoải mái đi. Luôn đó, bạn học được cái gì bạn học,
rồi khách hàng mỗi người mỗi kiểu. Đúng rồi. Chứ không ai mà cái học của em xong ra là trời ơi khách hàng nó thích nam mà nó ấy, không có đâu. Đôi lúc nó thích thích các bạn á, tại vì đôi lúc các bạn tư duy các bạn khác hơn mình chút. Và các bạn đang nắm được phần sườn, còn các bạn phát triển hơn là vậy. Thì nói về chuyện học học trò hay nhân viên thì vừa rồi cũng có một cái nhân viên của em, nói chung là bị trên mạng, nhưng mà đó là nhân viên cũ em đuổi lâu rồi. Thì có nghĩa là gì, nói chung cũng chia sẻ là ví dụ như các bạn, em cũng đang là mang thương hiệu của Haki, dù là cá nhân và thương hiệu Haki thì em cũng cố giữ hình ảnh, cố giữ hình ảnh Haki. Thì cũng có bạn kia thì tay nghề bạn có, nhưng mà bạn làm những cái điều không mới tốt. Tại vì khi làm cùng thì bạn làm sau lưng thì em thấy điều đó không có tốt, em mới nói là không nên, mình em không cho làm nữa. Về thì các bạn về tỉnh các bạn làm, thì cuối cùng các bạn bị tính cách đó thì các bạn bị ảnh hưởng những cái gian dối này. Nên thì em mới nói là em chỉ dạy nghề thì em không dạy tính cách được. Đúng rồi. Mỗi người một tính cách, thì bây giờ miền nào cũng được hoặc là tính cách nào cũng được, em không quan trọng. Tại vì em không thể nào em biết được tính cách, tại vì có thể đến với em thì trước mặt em là dạy như sau lưng thì rõ sao. Thì nên em phải nói rõ luôn các bạn là khi tới mình dạy cho các bạn là mình chỉ dạy nghề thôi nha các bạn. Và là cho các bạn kiến thức, còn lại tư duy hay là gì đó các bạn sẽ tự các bạn đối đáp với khách hàng như thế nào đó, mình không dạy được nha. Thì nói chung là nãy Nam có chia sẻ, nếu mà học thì có 3 buổi lý thuyết à, còn nhiều là chính đó xác. Nguyên một kho đồ chơi cho anh em tự do sáng tạo, có người hướng dẫn kế bên, có thầy kế bên sẽ chỉ cho các bạn từng chút một luôn. Cũng nói rõ về cái học, anh Nam nhắc em mới nhớ là để là chính xác là chỉ có 3 buổi lý thuyết thôi, còn lại tất cả là thực hành. Là gì, tại sao không dạy lý thuyết nhiều mà tại sao phải thực hành? Tại vì thời gian chỉ có 3 tháng mà học hết được 4 phong cách, nhưng mà em bỏ bớt thì bonsai hay là linh tinh là em không tính. Em chỉ có là núi đá, rừng và natural, 3 phong cách thôi, và kết hợp sau này là thêm được cái bán kẹ học thêm. Thì cái khâu quan trọng nhất là câu thực chiến các bạn à. Có nghĩa là kiến thức mình có thể bổ sung về hàng đêm, nên em mới nói là các bạn học á, nếu bạn xuyên á thì ban ngày các bạn đang học thiết kế thì ban đêm bạn đọc kiến thức. Kiến thức rất là nhiều trên diễn đàn mà, rất là nhiều, bạn tìm hiểu thêm. Tại vì cái của em về lý thuyết có thể là khả năng của em đang ở một cái góc độ nhìn của em đang dạy các bạn, thì cái lý thuyết của em ở tầng đó. Nếu mà các bạn giỏi hơn, các bạn tìm hiểu tất cả cái lý thuyết của nhiều người gộp lại, và lúc đó bạn lọc thông tin như đó, nó sẽ hay hơn. Đó, để mà liên tục, ví dụ như anh em mình làm như vậy cũng vậy, có nghĩa là mình học, ví dụ như mình nói chuyện đúng không, anh em nói chuyện, nhưng mà để trải nghiệm đi. Nghĩa là ví dụ như em đỡ đâu em thích cái môn bên anh Nam đi ha, thì em cũng phải tới anh. Em coi chứ em không có chán đâu, em nói thiệt, em mà một khi em mê là em chạy luôn, là em tới đó em gặp anh, giao lưu anh em mấy ngày liên tục thì em mới hiểu được tính chất con vật nó như thế nào, con bé mình nuôi thế nào. Mà không dễ để mà một người mà chia sẻ những cái chăm chút đâu anh, em biết mà. Ví dụ như anh em nào mà chia sẻ em rất là thích. Đúng rồi. Thường thường á, là không có chia sẻ chi tiết, mà cho dù có chia sẻ chi tiết á, thì bản thân mình á, cũng phải mở cái lòng ra để mình học hỏi và mình thẩm thấu từ từ. Chứ không phải là người ta nói cái là đã vô đây liền đâu. Rất là khó. Cho nên á, cần anh em nếu mà yêu thích nghề, muốn làm tới nghề, thì cái thái độ của anh em là phải rất là quan trọng, thì anh em mới nắm bắt được cái cái công việc này. Thì anh em nghĩ đi, nếu mà 20 triệu đó đó, ngoài cái kiến thức ở đây đầy đủ đồ chơi free hết, đâu có tính tiền nào đúng không? Cho anh em thử nghiệm luôn, chơi ghép cây ghép này nọ nọ, đập cưa bỏ đập nhiều lắm đó, có nghĩa là bao chọn gói nguyên vật liệu luôn ha. Thì ai đam mê thì cứ mạnh dạn, nói chung là phải mạnh dạn, phải tự tin lên đó. Giống như Nam vừa chia sẻ, nhiều khi muốn học mà hỏi tới rồi thấy nó cứ rù rì rồi nó cứ ù ơ với dầu, nó không có năng động gì á, người ta cái người dạy người ta cũng không muốn nữa. Ok các bạn, rồi hôm nay ghé Haki Aquarium tham quan từ ở dưới lên tới trên, đầy đủ chi tiết mọi ngóc ngách luôn, từ nguyên vật liệu rồi kiến thức phong cách, rồi anh em làm nghề chia sẻ với nhau rất là hay luôn. Cảm ơn em rất là nhiều đã có những cái chia sẻ rất là thẳng thắn, cũng như là cái tinh thần của em làm phong trào anh rất là thích luôn. Anh cũng muốn làm vậy cho cái phong trào mình đi lên, cũng như là cái công tác mà đào tạo dành cho những cái bạn trẻ, những cái bạn mà mới vô nghề như vậy cũng rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn em rất là nhiều luôn. Em cũng cảm ơn nè. Thật ra là
cái cũng nhờ những cái người như anh là truyền tải được nội dung thông tin về hình ảnh clip, chứ tại vì mình làm nghề cũng được 6 năm mà không có clip trên YouTube, nhưng mà cũng nhờ anh, có ngày anh chia sẻ những kiến thức đó cho các bạn mà theo dõi kênh YouTube. Rồi, dạ, ok anh. Các bạn, lần tới anh sẽ qua bên cái shop bên quận 5 đi, dạ, anh sẽ coi về cái mấy cái terrarium đó. Okay, rồi mai mốt cá biển sẽ tới tiếp tục quay cho các bạn coi ha. Rồi clip đã dài rồi, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bye bye, bye, bye.